chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến gần với những ngày Tết Nguyên Đán, vì thế mà phải tất bật bận rộn để hoàn tất mọi công việc của năm cũ và chào đón năm mới. Riêng với các chị em phụ nữ thì ngoài công việc ở văn phòng còn phải lo thêm việc nhà nữa, như là sửa soạn nhà cửa, sắm sửa thêm đồ đạc rồi dọn dẹp vân vân. Điều này làm cho chị em phụ nữ cảm thấy căng thẳng mệt mỏi và da dẻ cũng kém tươi đi rất là nhiều. Và hiểu được điều này, trong chương trình ngày hôm nay, Mỹ Nhật xin mời quý vị sẽ cùng đến với một gói chăm sóc đặc biệt để có được làn da đẹp đón Tết. Khi nói đến chăm sóc da, nhiều bạn gái sẽ nghĩ ngay đến việc chăm sóc da từ bên ngoài. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Việc bổ sung dưỡng chất cho da từ bên trong mới thực sự mang lại hiệu quả tích cực và lâu dài. Chúng ta phải cung cấp đủ nước cho cơ thể, duy trì độ ẩm cần thiết và giúp cho da chúng ta trong cái vẻ này nó tươi trẻ, nó không bị khô, bị nứt. Khoảng 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày, khoảng 6 phần nước lọc, 2 phần sữa và 2 phần nước trái cây là cái tỷ lệ thích hợp. Đối với da thì vitamin A và vitamin C là hai loại vitamin đặc biệt là cần thiết. Vitamin A thì có nhiều trong những cái loại thực phẩm như là thịt, cá, gan, trứng, sữa. Vitamin C thì có rất nhiều trong có loại nước trái cây cũng như là rau, mà tính là rau sống thì chúng ta sẽ có nhiều vitamin hơn. Ăn khoảng 200 gram trái cây mỗi ngày. Vitamin E và những cái loại chất chống oxy hóa như vitamin A, những cái isoflavone trong đậu nành chẳng hạn thì sẽ giúp chúng ta có cái sự tươi trẻ của làn da. Đối với kẽm thì là một cái loại chất khoáng rất là cần thiết để làm lành những cái vết thương ở da, chẳng hạn như bị mụn, chất sắt để tạo nên hồng cầu để tạo cho làn da chúng ta có vẻ hồng hào. Chúng ta cũng không quên là chất béo cũng rất cần thiết cho chúng ta để cho làn da có vẻ mịn màng. Thì chất béo nó sẽ có nhiều ở trong những cái loại dầu hoặc mỡ hoặc là những cái loại hạt như hạt mè, hạt đậu phụng. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta ăn nhiều rau, ăn trái cây thì chúng ta sẽ tốt cho làn da. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ăn quá nhiều bột đường thì sẽ dễ bị mụn nhọt. Các cái thói quen về sử dụng rượu bia hoặc thuốc lá quá nhiều thì có thể ảnh hưởng đến làm tăng cái quá trình lão hóa của da. Chúng ta nên lựa chọn cái loại chất béo tốt cho sức khỏe như là những cái loại dầu thực vật, dầu tinh luyện như là dầu mè, dầu nành, dầu ô liu. Bên cạnh việc bổ sung từ bên trong, nhiều loại thực phẩm, trái cây từ thiên nhiên còn là loại mỹ phẩm tuyệt hảo, vô cùng an toàn và tiện dụng để các bạn gái chăm sóc da cho mình thường xuyên. Với quỹ thời gian hạn hẹp trước ngày Tết, việc chăm sóc da tại nhà giúp chị em tiết kiệm được thời gian để dành cho những công việc khác. Xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là chị Hải Yến, giám đốc T-Spa, là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc làm đẹp da bằng các thảo dược từ thiên nhiên. Còn đây là bạn Hà Phương Thu, một nhân vật của chương trình. Thì hôm nay Nhật có hẹn với Thu đến đây để nhờ chị Yến tư vấn cho gói làm đẹp da tại nhà để có một làn da thật là đẹp đón Tết. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn đắp mặt nạ bằng sữa ong chúa cho Thu. Như vậy là với phương pháp làm đẹp da mặt này, mình chỉ dùng sữa ong chúa thôi hả chị? Đúng rồi. Dạ, thế chị ơi, làm sao mà mình có thể mình mua được sữa ong chúa? Bởi vì em ở nhà em rất là muốn mua sữa ong chúa về để thực hiện tại nhà. Sữa ong chúa thì mình nên mua ở những công ty có cái trang trại nuôi ong, thì người ta sẽ có cái chất lượng đảm bảo hơn. Và bây giờ thì có một vài công ty đã rất tên tuổi và người ta bán thì uy tín, cho nên là mình mua ở đấy từng 100 gram là đủ cho mình dùng khoảng chừng 15 đến 20 ngày. Ở trong sữa ong chúa nó có cái thành phần gì mà có thể làm đẹp da mặt của mình vậy chị? Sữa ong chúa nó có rất nhiều là khoáng chất và vitamin, và nó rất là giàu vitamin E giúp cho da mặt mình nó căng mịn, trẻ hóa da. Ôi, em nghe thấy hấp dẫn quá. Vậy thì bây giờ thì em có thể em trải nghiệm được ngay liệu pháp mà chăm sóc bằng sữa ong chúa được không chị? À, chị Mạnh. Trong sữa ong chúa có chứa khoảng 20 axit amin tự do và các vitamin như B1, B2, B6. Đặc biệt, sữa ong chúa còn chứa nhiều vitamin A và E, rất cần cho làn da và cho cả mắt nữa. Khi dùng sữa ong chúa để làm đẹp cho da mặt, bạn sẽ có một làn da mịn màng, tươi trẻ. Bây giờ chị bắt đầu vét cái dung dịch này lên cho Thu nhé. Dạ, trực tiếp lên luôn hả chị? Mình sau khi mình đã rửa mặt sạch
thì mình sẽ bôi lên. Khi mà mình bôi thì em sẽ cảm nhận là nó có những cái hạt nhỏ rất là mịn, và sau đó em xoa đều lên. Nhưng hôm nay thì chị sẽ bôi bằng cọ. Tùy tay, tiện tay của em thì có thể là em bôi từ trán, vì khi mình bôi thì mình sẽ bôi xoay thành hình vòng tròn, mà giống như mình bôi kem dưỡng da vậy á. Sau bao nhiêu lâu thì mình có thể rửa mặt được chị? Mình nên giữ khoảng 15 phút thôi em, bất như là một cái mặt nạ bình thường. Và khi em mới bôi lên da khoảng chừng 5 phút thì em sẽ cảm thấy da nó hơi râm ran một chút. Mỗi tuần thì mình nên thực hiện bao nhiêu lần ạ? Cái mặt nạ sữa ông chúa này thì giống như bôi dưỡng kem á. Dạ. Em có thể dùng hàng ngày. Khi mà em rửa đi rồi á, thì em sẽ cảm thấy da mặt em nó rất là căng. Mình sẽ cảm giác hơi khô đúng không? Nhưng mà không phải. Cho nên là em vẫn cứ dưỡng da bằng những cái kem dưỡng ẩm hàng ngày của em. Với cái phương pháp này thì chắc chắn Mỹ Nhật sẽ áp dụng ngay tại nhà tối hôm nay. Tại vì nó vừa đơn giản vừa dễ thực hiện. Đúng rồi. Và để chăm sóc toàn thân thì hôm nay chị sẽ hướng dẫn Mỹ Nhật chăm sóc với sữa tươi và dâu. Đây là phần của em đây chị. Bây giờ là hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho Mỹ Nhật và làm cho Mỹ Nhật luôn. Dâu và sữa tươi là hai cái món Mỹ Nhật rất là thích, nhưng mà thường chị ăn sống và sashimi uống thôi. Thì em ăn một nửa thôi, chừa lại một nửa để làm đẹp. Thì mình thực hiện như thế nào chị? Trước tiên em phải rửa sạch và em bỏ hết cuống dâu đi ha. Dạ. Sau đó em xay nhuyễn bằng với máy xay sinh tố bình thường. Thì mình sẽ cần khoảng 100 hoặc 200 gram dâu và khoảng 50ml sữa thôi. Để cho có độ sệt trong cái hỗn hợp. Khi em khuấy thì em có thể cảm nhận được cái độ sệt trong cái hỗn hợp. Yeah. Em đừng nên đổ nhiều quá thì nó sẽ lỏng. Yeah. Và nó sẽ không giữ trên da mình được lâu. Trong cái dâu á, thì nó sẽ có nhiều vitamin C và cái AHA, đó là một dạng axit nhẹ tự nhiên giúp cho da mình sáng hơn. Vì nó là tẩy tế bào chết cho da. Và đồng thời sữa tươi nó sẽ giúp cho da em mềm mại và mịn hơn. Em có thể bắt đầu bôi từ chân lên tay và toàn thân để khoảng 20 phút. Rồi mình sẽ xoa trong thời gian 20 phút đó thì mình cứ xoa đều. Bao lâu mình thực hiện phương pháp này một lần thì sẽ tốt cho da chị? Một tuần một lần, đó là tối đa. Em rất là háo hức chị rồi. Chị mời em lên đây và kỹ thuật viên của chị sẽ làm cho em nhé. Vậy thì em cảm ơn chị Yến luôn đã hướng dẫn cho em cái cách để làm đẹp da toàn thân từ dâu tây và sữa tươi này. Sau khi mà được trải nghiệm cái gói chăm sóc da mặt thì Thu cảm thấy như thế nào? Em thấy da của em nó căng mịn mà tràn đầy sức sống. Mà chị biết không, em cầm sờ giống như là sờ vào nhung vậy. Rất là đẹp lắm. Còn Mỹ Nhật cũng vậy. Được trải nghiệm cái gói chăm sóc da toàn thân với dâu và sữa tươi á, thì Mỹ Nhật lúc mà vừa đắp vào á, đã cảm thấy nó mát rồi. Và mình có cảm giác như là những cái chất dinh dưỡng nó thấm vào trong da của mình. Cảm ơn Phương Thu ngày hôm nay đã cùng đồng hành với Mỹ Nhật để trải nghiệm các cái gói chăm sóc da làm đẹp đón Tết. Và chúc cho các bạn gái cũng sẽ đẹp hơn với những phương pháp này.